Xin chào mừng các bạn đã đến với hisoft.com. Mình đang có ở đây là hai mẫu lắc đeo tay nam có thiết kế khá giống nhau, một cái được làm vuông vức bản to, một cái được bo tròn và có bản nhỏ hơn. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hai mẫu lắc này. Chúng ta cùng xem mẫu thứ nhất, có bề rộng lớn hơn là 1.5 cm, có thiết kế bề mặt và các góc cạnh được làm vuông vức rất mạnh mẽ. Mẫu lắc được làm từ các mắt xích liên kết lại với nhau, bề mặt các mắt xích đều được làm sáng bóng. Ở hai đầu được thiết kế có một cái khóa gài dạng móc. Chúng ta sẽ kéo cái chốt này, khóa móc sẽ mở ra, gài vào, vậy là xong. Tháo mở vô cùng thuận tiện và dễ dàng. Cả hai sản phẩm đều có chung một chất liệu là thép không rỉ, cho khả năng chống oxy hóa. Màu sắc có độ bền rất tốt. Dây lắc có chiều dài là 20 cm, có thể cắt ngắn bằng cách tháo bớt phần mắt xích ra. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu thứ hai. Mẫu này cũng được làm từ các mắt xích riêng lẻ liên kết lại với nhau. Bề mặt và góc cạnh các mắt xích đều được bo cong nhẹ cho cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Mẫu này có bề ngang là 1.2 cm, nhỏ hơn mẫu lúc nãy là 0.3 cm. Chúng ta có chiều dài là 20 cm, bằng cách là tháo bớt phần mắt xích ra. Cách tháo mở cũng hoàn toàn tương tự như mẫu vừa rồi. Về cơ bản, mẫu này phù hợp với những bạn có cổ tay nhỏ. Khi mang mẫu này rất vừa vặn và hài hòa, không bị thô. Với những bạn có cổ tay lớn thì nên chọn mẫu 1.5 cm, sẽ phù hợp hơn và mạnh mẽ hơn.